À, tái lâm chúng con đừng có đóng đinh ta nữa nghe. Ta không có sợ mấy con đóng đinh, mà ta sợ mấy đứa con á là sẽ sai lầm lần thứ hai á. Nhưng mà con người ngộ lắm, cứ làm sai tới sai lui, sai hoài sai mãi mày vẫn không biết sửa đổi. Thì cho nên khi khởi vọng mà sân si á, sẽ vào cảnh địa ngục. Có địa ngục, cái địa ngục là nằm ở phía sau của cái núi Tu Vi. Cái trái đất mình nó cái chấm gì, cái núi Tu Vi nó bự gì, nó nằm phía sau, nó xanh xa mặt trời. Thì khi cái thần hồn mình chết á, mình nóng lên á, thì cái địa ngục là nó là lửa, thì nó cũng như 500 vậy, nó hút về đó. Còn khi một người làm thiện á, cái tâm của họ thanh thản, họ không có cái sân hận, thì cái thiên đàng á hút họ về trển, cái thân hồn mình nó nhẹ, nó như cái bong bóng nha quý vị, cái hồn mình như bong bóng. Người của mình ở dưới thế gian tiền bạc nhiều quá, suy nghĩ con cái nhiều quá, bạn bè nhiều quá, học sòn nhiều quá, thì cũng như cái bóng nó bị cột cọng dây, nó không có bay lên, là cái hồn nó không có bay lên. Nhưng mình một người mà sống rất là bình đạm, không có những cái ràng buộc về vật chất, không có ràng buộc về con cái gia đình, và không có sân hận, thì cái bong bóng nó rất là thanh thản quý vị, bom nó thảy cái lỡ bay tuốt lên trời luôn á. Thì cái hồn cũng tưởng tượng giống cái bong bóng vậy đó. Tâm khởi chấp trung nghĩa là sẽ về thần hoặc thánh. Nghĩa là con người của mình á, ăn nói là phải có giữ lời, nhân chí tín lễ nghĩa, bốn cái đó mình giữ được, và đồng thời mình không có làm chuyện gì mình không biết tu nha, mà mình giữ được những cái căn bản đó, mình lòng can đảm, hoặc là mình thấy ai có nạn á mình chạy ra mình giúp, thì mình cũng sẽ được thành một vị thần, thần lớn thần nhỏ thì mình không biết, đó là do cái lòng can đảm của mình thành thần. Bởi vì những người mà đi lính á, sinh như tướng tử như thần là có thật. Rất là tại sao bên Nhật á họ lại thờ thần, là vì họ đang sống ở đời sống là thần. Người Nhật họ có cái behave, cái lối sống của họ rất là đâu ra đó rõ ràng. Quý vị mà đi du lịch bên Nhật á, Kiệt đi cũng nhiều lần, quý vị đi có thể cả cây số tìm một cái thùng rác không ra đó, quý vị ăn gục kẹo hay gì á phải bỏ cái rác vô túi nghe em. Về tới khách sạn mình mới bỏ được ha. À, nó có nhiều cái tức cười lắm, nhưng mà không phải tức cười, nó làm cho người ta vậy đó, nên ta rất là đàng hoàng, ta sẽ thành thần nhiều. Nhưng mà kêu họ Việt Nam mình là đủ hết nha, Phật nè, Bồ Tát nè, thánh thần cũng có, cũng ngự ở nước Việt nha. Quỷ là nhiều hơn, quỷ ở nước Việt là nhiều. À, tại vì quỷ nó có thần thông, nó biết là Đức Thầy sẽ xuất hiện ở núi Cấm, cho nên nó cũng vô nước Việt đầu thai, nó quậy quá trời luôn á. Ở đâu có Phật đều là có quỷ. Tâm khởi vọng chấp trung nghĩa sẽ về thần hoặc thánh. Tâm khởi yếu hiền hoặc nhập cảnh người là cảnh người. Ví dụ như người hiền mà không biết tu không gì hết, thì ăn hiền ở lành, không không làm phiền ai, thì khi chết cũng sẽ tiếp tục đầu thai làm người. Nhưng mà mình sống vậy nó hơi uổng á, tại 100 năm á, nó cũng hơi lâu lâu quá không, cũng khổ. Thì thôi, mình vừa hiền rồi mình đọc kinh ngồi thiền thêm chút là hoàn hoàn hảo luôn. Đã hiền rồi, chứ như những nhà làm nông, những người bình thường người ta không ăn chay niệm Phật, nhưng mà người ta hiền á thì chết trở thành trở lại của quyền là vậy đó. Tâm khởi yếu hiền là nhập cảnh người, tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đối khác. Đó, thì cái này rất là nhiều của thời đại này. Ở bển đó quý vị thấy kỳ này thì thấy là trong những năm về sau á, gần tháng 7 á, là những cái vong hồn mà không làm ngạ ngạ quỷ đói á, nhiều lắm.
Ngạo quỷ thường á, họ ở bất cứ nơi nào, thí dụ như cái nhà, bất cứ nhà nào hay khách sạn đều có ma.